Với hơn 500 lượt xe ra vào mỗi ngày, bến xe Bắc Giang là một trong những đầu mối giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bến xe đã chính thức dừng hoạt động. Theo đại diện bến xe thì đây là việc làm cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19 thông qua các hoạt động vận chuyển hành khách giữa các địa phương. Xe dừng hoạt động đỗ tại bến và cho bố trí lực lượng bảo vệ ngày đêm, đảm bảo an toàn cho xe đỗ nghỉ tại bến và đồng thời phun thuốc khử khuẩn cũng như các biện pháp phòng chống dịch đối với đơn vị. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Giang cũng đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện, thành phố tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, bến phà và bến khách ngang sông không chấp hành việc dừng hoạt động.